Khởi công từ tháng 12 năm 2021 với tổng mức đầu tư dự kiến rơi vào 50 tỷ đồng. Kiến trúc Akisa, uy tín từ chất lượng, ấn tượng từ thiết kế. Xin chào các quý vị khán giả đang xem kênh Kiến trúc Akisa. Hiện tại thì Minh Huệ đang đứng tại khu vực thi công công trình biệt thự 6 tầng Tân Cổ Điển tại Bắc Ninh. Đồng hành cùng với Minh Huệ ngày hôm nay là có anh Phong, trưởng phòng thi công của công ty Kiến trúc Akisa. Dạ, em chào anh Phong ạ. Chào em. Hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người về quá trình thi công của công trình này, thì anh có thể chia sẻ thêm với khán giả giúp em nhé. Công trình biệt thự 6 tầng tại Đa Hội Bắc Ninh do công ty kiến trúc Akisa thiết kế thi công. Hiện tại đã bước vào giai đoạn hoàn thiện đến 70% khối lượng công việc. Sau đây thì tôi xin mời các bạn sẽ theo chân tôi và tham quan qua công trình. Công trình hiện tại đã lắp đặt và hoàn thiện được khoảng 70% khối lượng công việc. Được khởi công từ tháng 12 năm 2021 với tổng mức đầu tư dự kiến rơi vào 50 tỷ đồng. Và dự kiến bàn giao công trình sẽ rơi vào tháng 11 năm 2022. Công trình này có lợi thế với chiều cao và kiến trúc Tân Cổ Điển, không gian, thiết kế công năng đầy đủ tiện ích như phòng khách, sinh hoạt chung, phòng ngủ. Công trình này giai đoạn 1 phần thô thì đã kết thúc xong, chuyển qua giai đoạn thi công lắp đặt nội thất, sản xuất. Thì hiện tại như các bạn thấy là phần trần có bao gồm trần picomat, trần thạch cao, pháo chỉ trần hay dát vàng thì hiện tại đã xong. Phần nền thì có phần nền đá tự nhiên và phần nền sàn gỗ công nghiệp thì cũng đã thi công xong. Phần tường vách thì bao gồm phần trang trí đồ gỗ, lắp đặt rèm và giấy dán tường. Như hiện tại thì mặt bằng công trình đây mới thi công những cái phần đồ gỗ liền tường, vách đá xuyên sáng hay là cửa sổ nhôm kính, sơn bả. Còn những cái phần như giấy dán tường hay rèm thì mình sẽ thi công sau, lúc công trình đã đảm bảo cái điều kiện vệ sinh sạch sẽ. Với những công trình lớn, nhiều hạng mục như thế này thì không biết là phòng thi công Akisa làm thế nào để kiểm soát được khối lượng công việc? Đối với công trình lớn như thế này thì ngoài cái việc mà chỉ đạo sát sao tại công trình, sẽ có sự chỉ đạo của ban giám đốc, của phòng thi công hay là anh em giám sát tại công trình. Thì một việc rất quan trọng đấy là cần phải có nhật ký thi công, ghi chép lại tất cả quá trình thi công hay là quá trình thay đổi thiết kế hay là thay đổi chủng loại vật tư thì cần phải thể hiện rõ trong phần nhật ký thi công. Phần nhật ký thi công này thì rất quan trọng, đấy là thể hiện quá trình thi công hay quá trình khớp nối hạng mục. Đấy là một cái căn cứ để về sau có thể xử lý được những cái công việc phát sinh ngoài thiết kế hay là phát sinh tại công trình. Và ngoài ra là có thể đáp ứng được thêm một cái phần nữa, đấy là có thể là gia chủ lúc không ở công trình thì có thể về sau lúc có vấn đề gì thắc mắc về thiết kế hay thi công thì có thể xem lại nhật ký thi công. Phần này thì rất quan trọng, rất nhiều đơn vị là bỏ qua cái khâu này. Nhưng đối với Akisa thì cái khâu nhật ký thi công là khâu vô cùng quan trọng, đấy là khâu gần như bắt buộc phải có. Vừa rồi theo chân anh Phong thì thấy anh chia sẻ rất nhiều về hạng mục thi công. Thì không biết là trong quá trình triển khai thi công thì mình có những chia sẻ hay là những lưu ý gì không ạ? Đối với công trình lớn như thế này thì cái khâu đầu tiên là cái khâu hồ sơ thiết kế thì đã phải chuẩn ngay từ khâu ban đầu. Bắt đầu bước vào khâu thi công thì sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là giai đoạn thi công phần thô, giai đoạn 2 là thi công nội thất. Thì đối với giai đoạn phần thô thì sẽ theo đúng quy trình là từ dưới lên, móng lên tầng mái. Chuyển qua giai đoạn 2 làm nội thất thì có những nguyên tắc cơ bản như sau. Đấy là nguyên tắc 1, đấy là thi công từ trên xuống dưới. 2 là thi công từ trong ra ngoài. Đối với nguyên tắc thi công từ trên xuống dưới thì là mình sẽ thi công những cái phần trần trước, bao gồm hệ thống điện, điều hòa, đấy, những thiết bị âm trần. Sau đấy thì sẽ chuyển qua thi công phần đóng trần, sơn bả trần hay là phào chỉ. Tiếp theo là đến giai đoạn thi công vách tường, là bao gồm sơn bả hay là những cái hoàn thiện mà liên quan đến phần vách thì phải ưu tiên. Sau đấy sẽ đến phần nền, là sẽ bao gồm những phần như là thi công lát đá hay gạch hay là sàn gỗ. Sau những cái phần đấy
thì sẽ chuyển sang giai đoạn là lắp đặt đồ nội thất liền tường, xong mới kê đến khâu cuối cùng là kê đồ gỗ. Xong những khâu đấy thì chuyển qua giai đoạn vệ sinh. Đấy là nguyên tắc từ trên xuống dưới. Đối với nguyên tắc thứ hai, đấy là nguyên tắc từ trong ra ngoài, thì mình sẽ ưu tiên hoàn thiện trong nhà rồi diễn ra bên ngoài, cảnh quan và sân vườn. Ngoài ra thì đối với một công trình thì có thể là anh em giám sát thì ban chỉ huy công trình sẽ linh động sắp xếp để phù hợp với tiến độ. Và cái quan trọng nhất đấy là vẫn phải đảm bảo về chất lượng công trình. Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ đầy hữu ích của anh Phong. Để cập nhật thêm những kiến thức về xây dựng, hãy like, subscribe kênh Kiến trúc Akisa, thiết kế tận tâm, tư vấn tận tình, thi công tận lực.